Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong là trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, những người đóng vai trò quản lý hệ thống chính trị. Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã tin tưởng sử dụng giải pháp âm thanh cho các phòng họp đến từ TC Trung Chính Audio. Trước khi lắp đặt thi công, thì Trung Chính Audio đã khảo sát không gian cũng như hiểu rõ nhu cầu sử dụng của khách hàng. Và giải pháp mà TC đưa tới chính là hệ thống âm thanh TOA TSV90 đến từ thương hiệu Nhật Bản. Hệ thống TSV90 có thiết kế vô cùng trang nhã, với màu đen kết hợp với màu trắng ngọc trai, kích thước nhỏ gọn với đầy đủ chức năng của một hệ thống hội thảo ưu việt. Hệ thống cho phép kết nối tối đa 27 thiết bị đại biểu và chủ tịch, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư là lựa chọn hoàn hảo của rất nhiều không gian. Đầu tiên là bộ micro chủ tịch TSV91CU. Đây là thiết bị được đặt ở vị trí chủ tọa. Thiết bị được thiết kế với nút bấm ưu tiên và nút phát biểu. Người sử dụng có thể điều khiển micro, điều khiển bật hoặc tắt loa và kích hoạt chuông đơn báo hiệu quyền nói ưu tiên. Phía bên cạnh phải là núm vặn điều chỉnh loa và chân cắm tai nghe. Micro cổ ngỗng dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp với chiều cao của đại biểu và thu tiếng nói định hướng âm thanh, giúp âm không bị nhiễu. Tiếp đến là hộp micro đại biểu TSV92DU. Để có thể đáp ứng các buổi họp với đông đại biểu tham gia, 23 hộp micro đại biểu đã được lắp đặt. Hộp chỉ được thiết kế một nút điều khiển micro. Đại biểu sẽ điều khiển bật hoặc tắt loa bằng nút phát biểu. Ngoài ra, có thể điều chỉnh âm lượng tai nghe và loa tích hợp qua một núm xoay ở phía bên phải hộp. Toàn bộ 24 micro đại biểu và micro chủ tọa đều có thể được cài đặt và liên kết sẵn với bộ xử lý trung tâm TSV90MU. Bộ trung tâm có thể cài đặt để giới hạn số lượng đại biểu sử dụng, tích hợp nhiều chức năng điều khiển thân thiện với người dùng. Khi thiết bị hoạt động, đèn LED xanh ở cần cổ ngỗng các hộp chủ tọa, đại biểu sẽ sáng. Điều đặc biệt ở hệ thống hội thảo này là các thiết bị trong 30 giây không sử dụng sẽ được tắt để tiết kiệm điện năng và đảm bảo tuổi thọ sản phẩm được lâu bền hơn. Để tạo nên sự hoàn hảo tuyệt vời cho cả một hệ thống âm thanh phòng họp, TC đã mang tới giải pháp loa treo tường Yamaha VXS5i với 6 chiếc loa được lắp đặt hợp lý trong không gian phòng sẽ mang đến hệ thống âm thanh phòng họp hoàn hảo, trọn vẹn. Nhờ vẻ ngoài gọn nhẹ, tinh tế cùng thiết kế tối ưu, có thể dễ dàng lắp đặt nằm ngang hoặc thẳng đứng cho phù hợp với nhiều không gian. Thêm vào đó là khả năng phản xạ âm trầm tốt, có thể điều chỉnh trở kháng cho phù hợp. Để hỗ trợ khuếch đại tín hiệu cho các thiết bị âm thanh tại công trình, cục đẩy DBZ DMI4 3500A đã được sử dụng. Thiết bị đáp ứng mức công suất âm thanh đầu ra 4 kênh 1900W ở trở kháng 2 ohm và thậm chí có thể lên tới 3200W cho 2 kênh đầu ra ở mức trở kháng 8 ohm. Thêm vào đó, bộ xử lý tín hiệu âm thanh số DBZ KSPM5 được tích hợp bên trong hệ thống giúp phân chia tín hiệu âm thanh theo các tần số cao thấp và băng tần riêng biệt. Tín hiệu sẽ được phân chia sao cho phù hợp với những thiết bị âm thanh nhất định nhằm giúp âm thanh khi được phát ra hay hơn, chất lượng hơn. Để bảo vệ cho một hệ thống âm thanh phòng họp với nhiều thiết bị liên kết với nhau như vậy, thì TC Trung Chính Audio đã lắp đặt bộ cấp nguồn tổng DBZ MPC S82. Thiết bị này sẽ giúp bảo vệ hệ thống nguồn, giảm bớt kỹ thuật vận hành và tiết kiệm thời gian cho khách hàng khi sử dụng. Các thiết bị xử lý, hỗ trợ âm thanh sẽ được set up gọn gàng trong tủ rách 8U. Mặc dù đây là một hệ thống có dây, nhưng khi thi công, các kỹ thuật viên của TC đã lắp đặt đường dây đi vô cùng tinh tế, giúp đảm bảo tối đa tính thẩm mỹ cho không gian phòng họp tại trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. TC Trung Chính Audio hy vọng rằng với hệ thống âm thanh phòng họp, hội thảo, hội nghị chuyên nghiệp TOA TSV90 được lắp đặt, trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong sẽ có những buổi họp thành công, những nghị quyết hoạt động được triển khai sẽ giúp trường nhanh chóng đạt được những mục tiêu quan trọng. Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.